nhìn thấy vợ thân mật cùng một người đàn ông khác. Anh ta ngơ ngác, phải làm thế nào đây? Anh ta không có kinh nghiệm trong chuyện này. Dev bắt đầu nghĩ cách, nên xông vào phòng đánh chết tên gian phu, hay xông vào phòng cho vợ lên chầu trời. Cuối cùng, anh ta nghĩ ra một cách rất độc đáo, chặn cửa lại, mắt không thấy lòng không phiền, để không quấy rầy vợ và tên gian phu. Dev lặng lẽ rời khỏi nhà, quả thật là người chồng Ấn Độ tốt. Nhưng sau khi xuống tầng, anh càng nghĩ lại càng tức. Mình đi làm vất vả, thế chấp cho vay mua ô tô vốn đã căng thẳng, bây giờ về nhà còn mọc thêm sừng. Thế là, đợi khi tên gian phu xuống tầng, Dev đi theo hắn, xem rốt cuộc tên gian phu này có gì ghê gớm. Xem chừng tên gian phu này cũng có tiền, lái xe sang, ở nhà đắt đỏ. Khi tên gian phu lái xe vào trong biệt thự, Dev tốn 100 rắp, moi được từ miệng bảo vệ tin tức tên gian phu này đã có vợ. Hơn nữa bà chủ trong căn biệt thự này rất dữ dằn, gian phu rất sợ cô ta. Sau khi về nhà, Dev không vạch mặt vợ. Anh lặng lẽ lấy số điện thoại của tên gian phu trong điện thoại của vợ. Đây đều là những hành động vô thức của Dev với tư cách là một người đàn ông. Anh không biết mình muốn làm gì. Hôm sau, khi đi làm, Dev vẫn còn ngơ ngẩn. Cho đến khi ngân hàng gọi điện đến giục một khoản thế chấp, anh ta mới sực tỉnh. Nếu tên gian phu giàu có như vậy, vậy chi bằng tống tiền hắn ta. Dev tính toán thử, mấy hôm nay nợ bên ngoài cũng chừng 100.000 rắp, vậy thì tống anh ta 100.000 rắp đi. Thế là Dev mua một chiếc sim điện thoại mới, gửi cho tên gian phu một tin nhắn tống tiền. Tôi biết anh ngoại tình, gửi tôi 100.000 rắp, nếu không tôi sẽ nói cho vợ anh biết. Gian phu rất sợ hãi, tuyệt đối không thể để vợ biết chuyện hắn ta ngoại tình. Hóa ra gian phu không giàu có gì cả, chỉ là một kẻ ở rể, nhờ mặt mới ra cơm, gả cho con gái của gia đình giàu có, xe sang, nhà đẹp đều là thứ bố vợ mua cho con gái. Nếu vợ biết được chuyện hắn ta ngoại tình thì toi. Để có thể tiếp tục bám váy vợ, Ranrit chỉ đành dùng tiền bịt miệng. Nhưng anh ta ăn không ở không cả ngày, sống nhờ 1.000 rắp tiền tiêu vặt bố vợ cho mỗi tháng. Anh ta không biết kiếm đâu ra 100.000 rắp. Thế là Ranrit về nhà lừa Dali rằng mình chơi chán rồi, định kinh doanh, cần 100.000 rắp vốn khởi nghiệp. Dali hỏi anh ta kinh doanh gì. Ranrit nói ra lý do thoái thác mà anh ta đã suy nghĩ kỹ càng. Anh nghe nói phân châu Việt Nam không ai cần, chúng ta thu mua giá thấp ở Việt Nam, sau đó bán cho Ấn Độ kiếm lời. Dali không hiểu, nhưng thấy Ranrit nghiêm túc như vậy, không giống nói dối, bèn đưa cho anh ta 100.000 vốn khởi nghiệp. Ranrit lấy được tiền, dựa theo chỉ thị trong tin nhắn của Dev, bỏ 100.000 rắp vào trong thùng rác. Sau khi Ranrit đi, Dev lấy tiền trong thùng rác. Bây giờ khoản vay mua xe đã được trả hết. Sáng hôm sau đi làm, sếp nói với Dev, bởi vì người Ấn Độ đi vệ sinh xong đều thích dùng nước rửa mông, dẫn đến giấy vệ sinh của công ty không bán được. Sếp yêu cầu Dev đi hối lộ lãnh đạo cục thủy lợi, để bọn họ tắt nguồn nước trong một ngày. Dev đành đi. Vừa vào cửa, anh ta đã đi thẳng vào vấn đề. Lãnh đạo, ngài có thể tắt nguồn nước toàn thành phố trong một ngày không? Lãnh đạo cho rằng anh ta bị điên, đuổi anh ta đi. Đừng hoảng sợ, cũng không phải không có lợi cho anh. Ui chao, muốn hối lộ tôi. Cậu ra ngoài trước đi, tôi phải dạy dỗ cậu ta. Sau khi thư ký đi, lãnh đạo nghiêm túc nói, tắt nguồn nước toàn thành phố một ngày. Anh to gan lắm, anh cho tôi bao nhiêu? Sau khi Dev gọi điện thoại cho sếp, bọn họ quyết định lấy con số 2.5 triệu rắp để lãnh đạo cắt nước toàn thành phố một ngày. Tuy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Dev lại không vui. Hóa ra vào mấy hôm trước, Dev phát hiện vợ thân mật cùng một người đàn ông khác. Anh ta không vạch mặt vợ mình, mà nặc danh gửi tin nhắn tống tiền tên gian phu Ranrit. Tuy rằng số tiền kia đã giúp anh ta trả hết những khoản vay thế chấp, nhưng cách kiếm tiền như vậy, anh vẫn rất chán ghét. Một bên khác, bố vợ Ranrit đến thăm con gái, biết tin Ranrit lấy của con gái 100.000 đi kinh doanh gì đó. Đương nhiên biết thằng nhóc này lại lừa con gái mình, bố vợ uy hiếp Ranrit, mau trả 100.000 rắp lại đây, nếu không sẽ tìm người chém anh ta. Ranrit sụp đổ, 100.000 rắp này đã bị kẻ tống tiền cũng rồi, bây giờ đến 10 rắp còn chẳng có, lấy gì mà trả. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta đột nhiên nghĩ ra một cách, hay mình cũng tống tiền đi. Anh ta nặc danh gửi tin nhắn cho Reina vợ Dev, tôi biết cô ngoại tình, đưa tôi 120.000 rắp, nếu không tôi sẽ nói cho chồng cô biết. Ớ, không phải 100.000 rắp sao? Tên gian phu này còn muốn lời mấy đồng. Reina chỉ có 30.000 rắp. Để Dev không biết chuyện mình ngoại tình, cô chỉ đành về nhà mẹ đẻ để vay. Mẹ cô nói, bây giờ trong nhà cũng không có tiền, hay là bán thận của bố con đi, không mượn được mẹ tiền. Reina đành phải nói dối Dev, nói bố mình phải phẫu thuật tuyến tiền liệt, cần 90.000 rắp. Dev không nghĩ nhiều, đưa tiền cho Reina. Reina gom góp đủ 120.000 rắp, bỏ tiền ở vị trí được chỉ định. Sau đó Ranrit đến lấy mất 90.000 rắp Dev đưa cho vợ là mượn từ thẻ tín dụng. Để trả tiền, anh ta lại gửi tin nhắn cho Ranrit đòi 90.000 rắp. Ranrit vẫn chưa cầm nóng tay, đã lại bị tống tiền. Vòng qua vòng lại, Reina mất 30.000 rắp, bởi vì có người trung gian tạo ra chênh lệch giá. Ranrit chỉ lời được 30.000 rắp, vẫn không đủ 100.000 rắp. Anh ta đành phải tống tiền Reina một lần nữa. Reina chỉ đành lừa Dev, Dev lại lừa Ranrit. Vốn dĩ chuyện này đã lộn xộn lắm rồi. Sau đó, Dev uống say,
lỡ nói cho đồng nghiệp nghe chuyện mình tống tiền Ranlit. Ngày hôm sau, đồng nghiệp uống say, lại nói chuyện của Depp cho nữ đồng nghiệp biết. Nữ đồng nghiệp nghe xong, như vậy cũng kiếm được tiền sao? Ngày hôm sau, cô ta tống tiền Depp, muốn 30.000 bịt miệng, nếu không sẽ nói chuyện này cho Ranlit biết. Depp buộc phải đồng ý, nhưng chắc chắn không thể tiêu tiền của mình được. Thế là, Depp lại nhắn tin tống tiền Ranlit, không nhiều, chỉ 30.000 rap. Ranlit tức điên lên, hắn ta không chịu nổi nữa, tìm một thám tử tư, điều tra xem rốt cuộc ai đang tống tiền mình. Nhưng trước khi điều tra ra, Ranlit buộc phải đáp ứng yêu cầu của đối phương, nhưng anh ta cũng không muốn tiêu tiền của mình. Thế là, Reena lại nhận được tin nhắn tống tiền 40.000 rap. Ôi mẹ ơi, lại muốn lời 10.000 rap. Reena lại lừa Depp, nói phẫu thuật của bố còn thiếu 40.000 rap. Cứ như vậy, bốn người lại bước vào một vòng tuần hoàn đổi tiền. Depp gửi cho vợ 40.000 rap, Reena lại gửi cho Ranlit, Ranlit giữ lại 10.000 rap, đưa cho Depp 30.000 rap. Depp lấy 30.000 mình tống tiền được, đưa cho nữ đồng nghiệp. Vốn nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc tại đây, nhưng nữ đồng nghiệp cảm thấy kiếm tiền quá dễ. Ngày hôm sau, lại tống tiền Depp. Depp ngớ người, đây là vòng tuần hoàn không hồi kết sao? Sau khi tan làm, anh đến nhà nữ đồng nghiệp và cầu xin cô. Bà chị ơi, tôi còn phải trả tiền thế chấp hàng tháng nữa, còn phải nuôi vợ, bà chị bỏ qua cho tôi, được không? Nhưng nữ đồng nghiệp lại nói, số tiền này anh vốn phải đưa cho tôi, đúng không? Bởi vì anh phải nuôi vợ, nên không thể đưa tiền cho tôi, nên anh là đang dùng tiền của tôi để nuôi cô vợ ngoại tình của anh. Có hợp lẽ thường không? Suýt nữa Depp đã bị cuốn vào. Sau đó nghĩ lại, hay là tôi không nuôi vợ nữa, thế thì tôi không sợ cô uy hiếp, tôi không quan tâm. Anh có đưa tiền không? Nếu không đưa, tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập bất hợp pháp. Depp cạn lời, định rời đi. Nữ đồng nghiệp muốn kéo anh lại, nhưng vô tình dẫm lên cái chai, đầu va vào tủ, ngã chết. Đúng lúc bố mẹ của nữ đồng nghiệp đến. Khung cảnh như vậy, sợ là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Làm sao đây? Depp suy nghĩ một lát, nghĩ ra một chủ ý. Ngày hôm sau, cảnh sát đến công ty điều tra. Đồng nghiệp tìm Depp, tôi biết anh sợ bị tống tiền nên đã giết cô ấy. Hay là, anh giao số tiền mà anh đưa cho nữ đồng nghiệp cho tôi giữ bí mật giúp anh. Depp bất đắc dĩ phải giả vờ đồng ý. Nhân lúc cảnh sát thẩm vấn một đồng nghiệp, anh đi mua một chiếc mũ trùm đầu giống chiếc mũ hôm qua, rồi bò vào xe đồng nghiệp. Cảnh sát phát hiện ra chiếc mũ trên xe đồng nghiệp, tang chứng vật chứng rõ ràng. Đồng nghiệp bị bắt ngay, vừa giải quyết được rắc rối cũ, rắc rối mới lại kéo đến. Thám tử tư Marine Zat thuê đã điều tra được Depp là kẻ tống tiền. Thám tử liên hệ với Depp, đưa tôi 50.000 rap, nếu không tôi sẽ vạch trần anh. Depp sụp đổ, người kiểu gì vậy? Depp không còn cách nào, buộc phải đồng ý. Một bên khác, Ranlit và Reena hẹn hò ở rạp chiếu phim. Hóa ra, Ranlit đã mua một khẩu súng, đợi khi thám tử tư điều tra ra được kẻ tống tiền, sẽ xử hắn ta luôn. Khung cảnh này bị Dali nhìn thấy. Dali tức giận, ăn của tôi, mặc của tôi, mà còn dám ngoại tình sau lưng tôi. Ranlit về nhà, Dali đâm dao vào eo Ranlit, sau đó đánh hắn ta một trận. Dưới tình huống cấp bách, Ranlit lấy súng ra phản kích, bắn chết Dali. Ranlit giấu thi thể vào trong tủ lạnh. Lúc này, Depp lại gửi tin nhắn tống tiền, cho tôi thêm 50.000 rap nữa, nếu không tôi sẽ nói cho vợ anh biết anh ngoại tình. Ranlit đã giết chết vợ mình rồi. Hắn ta ương ngạnh, trả lời, muốn nói thì nói đi, ông đây không sợ. Depp không ngờ đối phương lại trở nên ương ngạnh, thử trả lời lại, không đưa tiền, tôi sẽ nói cho bố vợ anh biết. Ranlit lại nghe theo. Bố vợ của Ranlit rất giang hồ, vô cùng đáng sợ. Thế là, một vòng lặp nữa lại bắt đầu. Ranlit lại tống tiền 60.000 rap của Reena. Không thể không nói, Ranlit đúng là số 1. Đã đến nước này rồi mà còn tính lời thêm 10.000 rap. Reena lại lừa Depp. Cuối cùng Depp không chịu nổi nữa, gọi điện thoại hỏi bố vợ, phẫu thuật tuyến tiền liệt của bố tốn bao nhiêu tiền? Phẫu thuật gì? Tuyến tiền liệt của mày mới cần phải phẫu thuật đấy. Depp ngớ người, bố vợ không hề cần tiền. Lúc này Depp mới hiểu ra, bản thân bị vợ lừa. Anh ta bắt đầu theo dõi Reena, xem rốt cuộc vợ mình đang làm gì. Ai dè lại nhìn thấy vợ mình bỏ tiền vào thùng rác ở trung tâm mua sắm. Một lát sau, tên gian phu lại lấy tiền trong thùng rác ra. Nhìn đến đây, Depp hoàn toàn hiểu ra, ba người bọn họ ở trong vòng tuần hoàn tống tiền. Anh chụp lại cảnh Ranlit lấy tiền, Ranlit lấy 10.000 rap tiền lời, sau đó bỏ số tiền còn lại vào thùng rác. Depp lại lấy số tiền ấy, sau đó nói cho bố vợ Ranlit biết chuyện anh ta ngoại tình. Khi Ranlit đang xử lý thi thể của vợ tại nhà, đúng lúc bị bố vợ bắt quả tang, giam anh ta trong nhà vệ sinh. Sự trừng phạt của pháp luật đang chờ đợi anh ta. Bên này, Depp dùng số nặc danh gửi ảnh cho Reena. Lúc này Reena mới hiểu ra, người tống tiền mình chính là tên khốn Ranlit. Reena vô cùng hối hận, xóa số điện thoại của Ranlit, nấu một bữa cơm ngon, mặc một bộ quần áo đẹp, gửi tin nhắn hỏi Depp khi nào anh về nhà. Reena